Nhìn vào đây chắc hẳn các bạn rất tò mò cái cách mà tôi đánh bóng luôn như thế nào, cho nên là tôi sẽ tiết lộ cho bạn một chút nha. Và như bạn có thể thấy là tôi vừa mới lay xong và có rất nhiều người hỏi tôi là ủa môi chị bé như thế nào mà bóng bóng xinh xinh vậy ta. Thế thì vào việc thôi, đầu tiên chúng ta cần đó chính là một cái khung môi trước để chúng ta có thể là đánh bóng cho cái môi đó. Và dù là trên video của tôi đã làm rồi nhưng mà tôi sẽ làm lại một lần nữa cho bạn coi nha. Tôi đã bắt đầu vẽ với một cái đường thẳng như thế này và tự nhiên là tôi muốn vẽ cái môi hở ra, cho nên là tôi sẽ vẽ hai cái khóe môi và vẽ cái khung trên để nối lại với nhau cho cái môi nó hở lên trên nha. Và khi làm vậy thì có thể là các bạn sẽ dễ dàng hơn cho việc đánh bóng môi nè. Sau đó bắt đầu với việc là đánh bóng môi thì chúng ta sẽ nhìn vào những cái môi trước mà tôi bắn bóng thì nó sẽ có ở trong động ngoài nhạt. Các bạn sẽ đánh bóng xương xương một lớp nhạt nhất cho tôi ở tất cả các phần môi luôn. Và chúng ta có thể tập chì thêm để kiểm soát cái độ đậm nhạt của bút chì các bạn nha. Và chúng ta có tập trung để ngồi đánh bóng làm sao cho nó thật là mượt nhất nha. Lúc này tôi đang ráng chăm chú để không có nhìn vào camera. À, nhưng mà nhìn rồi. Ok, sau khi các bạn đã có cái lớp nhạt rồi thì chúng ta sẽ chuyển qua đánh bóng ở các cái đường mép của môi để cho môi của các bạn có chiều sâu hơn. Và môi đã có chiều sâu rồi, các bạn chỉ cần là tô môi đậm lên tùy thích theo ý thích của các bạn nha. Và cứ vậy chúng ta sẽ đánh tất cả các cái môi và đánh ở trong đậm hơn, ở ngoài nhạt hơn chẳng hạn. Đó là các bạn đã có được một cái cách để mà đánh bóng môi rồi nè. Mốt hỏi không trả lời nó đâu nha. Cố lên và chúc các bạn thành công. Mình là bên dễ, hẹn gặp lại nha.